Liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn các tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển, trong đêm qua, rạng sáng nay, công tác cơ động tìm kiếm các tàu cá tỉnh Bình Định gặp nạn trên vùng biển Đông Bắc tỉnh Khánh Hòa đã gấp rút được tiến hành. Các tàu đã tiếp cận được một tàu cá và đang tìm kiếm các ngư dân trên hai tàu cá còn lại. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương Cứu nạn, ba tàu cá Bình Định của Quân chủng Hải quân đặt tại vùng 4 Hải quân lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay, 29 tháng 10, biên đội tàu 473-467 ở đông mũi Đại Lãnh 178 hải lý đã tiếp cận được với tàu cá BD 98658TS. Nắm thông tin tình hình cho thấy 14 lao động trên tàu vẫn bảo đảm an toàn. Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim, quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Khoanh vùng các cái vị trí và các khu vực ngư dân có thể trôi giạt để đón lõng và tiếp cận. Máy bay DC-6, máy bay K-28 và máy bay K-32 sẵn sàng xuất phát vào sáng sớm ngày mai. Ngay sau khi cái khả năng quan sát tốt nhất, đồng chí tiếp cận nhanh ra thực địa và phối hợp với các lực lượng tàu của Bộ Tư lệnh vùng 4 để tìm kiếm, phát hiện và cứu vớt ngư dân. Hiện tàu cứu hộ đang đi song song theo hướng tàu cá ở khoảng cách Ba Liên, 270 độ, vận tốc 2 hải lý một giờ, lựa thời cơ sẵn sàng hỗ trợ tàu cá. Gió Tây Nam trên biển cấp 5, cấp 6, sóng cao từ 3 đến 4 mét. Tàu 490 đã đến vị trí tàu cá BD 97469 bị chìm, đông Hòn Tre 165 hải lý, tiến hành mở rộng tổ chức tìm kiếm ngư dân theo phương án vận tốc 11 hải lý.